Đây là chương trình phát thanh của Sống Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Toàn ban phát thanh Sống Vui Radio xin trân trọng kính chào quý khán giả. Thưa quý thính giả, đây là tiếng nói của Sống Vui Radio. Chúng tôi rất vui được chào tái ngộ quý vị trong buổi sáng thứ Hai đầu tuần. Và lễ Giáng sinh đã ở góc phố rồi, ở trước thềm nhà của mỗi chúng ta nữa. Chúng tôi kính chúc quý vị một buổi trưa nghe đài thật là nhiều niềm vui, thoải mái và tâm hồn êm ả trong cái mùa lễ này. Và ban phát thanh của Sống Vui như thường lệ vẫn có Minh Nguyên ở miền Bắc California, Huy Tường và chúng tôi là Bùi Bích Hà miền Nam California. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị và anh chị em trong ban phát thanh của chúng ta. Xin mời Minh Nguyên ngỏ lời chào thính giả và bắt đầu chương trình. Dạ vâng, Minh Nguyên xin gửi lời chào tới quý vị khán giả của chương trình Sống Vui thứ Hai tại đến. Và trong tuần này là cái tuần bận rộn nhất, vui nhất trong năm, có lẽ là như vậy. Mến chúc quý vị một buổi trưa nghe đài vui vẻ và thoải mái. Thưa quý vị, San Jose bây giờ đang là 61 độ, ngoài trời có mây, mây nhiều lắm. Tuy nhiên ngày hôm nay không có mưa đâu, cũng có gió. Và ngày hôm nay nhiệt độ lên cao sẽ là 66 độ và buổi tối sẽ vào khoảng 52 độ. Tuy là bây giờ có mây đó, nhưng mà buổi chiều nay có lẽ trời sẽ quang đãng ra để có một chút nắng ấm hay chăng? Vì ngày mai San Jose sẽ có nắng ấm theo như dự báo thời tiết mà Nguyên coi trên Yahoo News. Hy vọng mình nên nói đúng, tại vì nhiều khi cũng không đúng đâu thưa quý vị. Ngày mai thì trời sẽ ấm hơn. Cái này là dựa trên sách vở thôi, chứ không phải là nhỏ nhan. Ông bà mình hồi xưa là đứng ra coi trời, coi mây, coi hướng này hướng nọ, mình không biết coi hướng. Thành ra tất cả là dựa trên cái bản đồ thời tiết của Yahoo News và từng trình lại cho quý vị mà thôi. Hy vọng là đúng và hy vọng là quý vị cũng có những cái ngày chúng ta luôn có những ngày nắng ấm chút xíu để chuẩn bị cho mùa lễ Giáng sinh chính thức vào ngày thứ Tư và thứ Năm này. Không biết là dưới Nam California thế nào thưa chị Bích Hà? Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi và Minh Nguyên, hai chị em cũng xin lỗi quý thính giả cũng bật cười là bởi vì ở Việt Nam trước đây mà khi nói đến tin khí tượng đó, thì cũng gần như là tin cá tháng Tư vậy. Tuy nhiên từ ngày chúng ta sang Mỹ thì đất nước văn minh này với thế kỷ này, thưa quý thính giả, tin khí tượng là tương đối rất là chính xác. Chỉ thỉnh thoảng nó có sai chật một đôi chút thôi, mà cái tỷ lệ sai chật cũng không có nhiều. Ví dụ nói là có mưa rào nhưng mà có thể có một hai cơn thôi, hoặc là có thể nói là nắng lớn nhưng mà nắng vừa vừa, ví dụ như vậy, nhưng mà cũng không có chênh lệch quá. Thì hôm nay thưa quý thính giả, miền Nam California chúng tôi buổi sáng sớm nhiệt độ khá là mát mẻ, 48 độ, nhưng mà nhiệt độ cao nhất được dự báo vào giữa trưa là 73, buổi tối là 50 độ thưa quý vị, và ngày mai ấm hơn một tí, 79, 50, và đến thứ Tư thì nhiệt độ xuống lại 70, 52, và thứ Năm là 67, 45, và thứ Sáu là 68, 44. Nói tóm lại là chúng ta có một mùa đông tương đối không có lạnh lắm. Và hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2014, 3 ngày nữa là lễ Giáng sinh thưa quý thính giả, nhằm ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. Và tháng 11 âm lịch thì thiếu một ngày, chỉ có ngày 29 thôi, cho nên là chúng ta lại ngắn hơn một ngày nữa để đến Tết âm lịch. Và độ ẩm hôm nay thưa quý thính giả là 100%, chỉ số UV là số 0. Trời được dự báo là suốt ngày có nắng, gió Tây Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Và gió sẽ mạnh hơn ở vùng hẻm núi, ở những cái nơi mà gọi là canyon đó, thưa quý thính giả. Buổi tối thì trời trong, gió nhẹ và đổi hướng, tức là có một buổi tối êm đềm để quý vị có một giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc. Vâng, chị xin mời Minh Nguyên. Dạ vâng, Minh Nguyên xin thưa với quý vị chút xíu về cuối tuần vừa qua thì Minh Nguyên có đưa cái cháu đi coi những cái nhà mà có đèn đẹp khá là nổi tiếng ở Bay Area này. Và có rất là nhiều nhà đẹp và hy vọng là quý vị cũng lên trên những cái website trên Bay Area để tìm những căn nhà này. Thưa chị Bích Hà, không biết thế đó chị có còn thích đi coi nó hay không? Tuy nhiên nhiều khi mình cứ ở đâu mình cứ suy nghĩ là phải đi xa để mà coi những cái nơi này, khu giải trí này, khu giải trí kia để mà coi những cái trang trí cho cái mùa Noel. Ngay tại địa phương mình nhiều khi mà mình cũng không có để ý tới. Năm nay mình mới biết là ngay tại San Jose, ngay tại các vùng lân cận như là Newwood hay là ở Mountain View cũng có những cái căn nhà mà được đưa lên những cái trang web của địa phương. Và tối hôm qua thì Nguyên có đi đến một căn nhà ở trên cái đường Newquest ở San Jose, thì quả thật là đẹp thật, họ trang trí những cái đèn nó rực rỡ
và một căn nhà mà Mary sẽ đưa cho các cháu đi vào tối nay hoặc là tối mai. Thì họ làm những cái dàn đèn và có một cái căn nhà thì ở ngay trên Newark. Họ đã có một cái ông thầy này, ông dạy trường, ông dạy nhạc ở tại cái trường ở trên Fremont. Và ông thầy này tên là Tom Bedgoy. Thưa quý vị, Tom Bedgoy, ông đã thiết kế một cái căn nhà của mình trưng đèn và với vào khoảng 100.000 cái bóng đèn. Thì ông đã thiết kế vào cái nhạc mà Star Wars. Các quý vị nếu mà có coi những cái phim Star Wars thì biết là những cái nhạc rất là hay. Và ông đã làm đèn chạy theo cái tiếng nhạc, đẹp lắm. Và khi mà ông bỏ cái YouTube, cái video của ông lên thì chỉ trong vòng có mấy ngày thôi thì đã có hơn 2 triệu lượt người xem. Và coi rất là hay, thưa quý vị, rất là đẹp. Mong là quý vị nếu có thời gian thì cho các em, các cháu đi tham quan những căn nhà như thế này. Nhà nào cũng rực rỡ, nhà nào cũng sáng. Nhưng mà một tí xíu chương trình vào buổi sáng ngày hôm nay hình như là cắt tóc cái lễ, thành ra ai đi đường cũng có vẻ hối hả vội vàng. Rất là nguy hiểm vì hình như ai cũng nóng lòng muốn đi đây đi kia hay thế nào đó, mà sáng nay mình đi ra đường chỉ có một chút xíu đồng vài trong vòng chừng 2 tiếng thì đưa các cháu đi bác sĩ và đi một số công việc. Xém nữa bị người ta đụng xe mấy lần. Thành ra mình thấy là quý vị nếu có đi ra ngoài đường trong lúc này thì chắc cũng nên cẩn thận thôi, mình cứ chạy lên trong chậm thôi, chứ còn đi bên ngoài hình như ai cũng vội vàng và đi hết. Và một tí xíu về cái tin ngày hôm nay. Và thưa quý vị, San Jose, phi trường San Jose đã chính thức đưa ra cái tin là ngày hôm nay thứ hai là bắt đầu cái mùa lễ, nhất là cái mùa lễ mà những người di chuyển bằng máy bay. Thì ngày hôm nay phi trường San Jose bắt đầu chính thức để đưa ra cái ngày này là ngày mùa lễ năm 2014. Ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều những cái bận rộn từ phi trường San Jose khi mà đi qua khỏi cổng để check những cái hành lý và những check security check rồi. Thì quý vị sẽ thấy là ở trong họ chiếu lên những cái banner, những cái trang trí của mùa lễ Giáng sinh và rất là đẹp. Chúc mọi người có một cái mùa lễ thật là an lành khi mà di chuyển với những cái hãng hàng không. Vì như năm 2014 vừa rồi là một năm khá là không có được may mắn suôn sẻ với các hãng hàng không. Cũng tiếp một tiếp xíu nữa về các hãng hàng không thì cái hãng Airbus đã đưa đến giao hàng, đã giao cái chiếc máy bay A350 cho hãng hàng không Qatar. Và cái hãng hàng không này, cái hãng máy bay này là một cái hãng mà họ đang muốn cạnh tranh với hãng Boeing, hãng hàng không từ châu Âu. Họ đã có cái ước mộng là đưa những cái máy bay lớn để đưa vào phục vụ cho ngành hàng không và đã chờ đợi biết bao nhiêu, cũng có thử nghiệm, cũng có những cái sự thay đổi và bây giờ thì họ đã giao chiếc máy bay đầu tiên cho hãng hàng không Qatar Airways. Hy vọng là những cái chuyến bay nó sẽ nhanh hơn và sẽ được phục vụ tốt hơn so với năm 2014. Cầu mong sau năm 2015 sẽ có nhiều sự may mắn và thay đổi tốt đẹp hơn trong ngành hàng không, với ông chị Bích Hà. Vâng, chắc chắn đó là cái ước mơ của tất cả mọi người trong mọi lĩnh vực, không riêng là lĩnh vực hàng không. Một năm mới luôn luôn đem theo với nó cái hy vọng mới và những cái viễn ảnh mới, cũng rất là khích lệ để cho mình có một cái niềm vui khi bắt đầu một cái hành trình mới, cũng sẽ là dài. Vâng. Vâng, và thưa quý thính giả, để đáp ứng câu hỏi của Minh Nguyên hỏi rằng California chúng tôi có những khu nhà trang đèn lộng lẫy trong mùa Giáng sinh không, thì thưa với quý vị là có. Nếu ở quận Cam chúng tôi thì cái khu mà nổi tiếng nhất mà ai cũng biết là trong cái đường Hyo, cả một khu phố chứ không riêng là một vài nhà. Và nếu mà những cái nhà lẻ tẻ để mà có đoạt những cái giải mà thành phố nhiều khi cũng khích lệ, cho nên là tặng thưởng cho cái gia chủ nào mà có nhiều công trình. Thì thưa quý thính giả, nhà ở vùng Laguna Hill hay là Laguna Niguel là những cái vùng mới phát triển nữa thưa quý vị, và thành phố gồm những người tương đối đã về hưu và có phương tiện tài chính. Cho nên là nếu mà quý vị đã có sáng kiến và muốn có một cái niềm vui đặc biệt cho chính gia đình mình và những người lân cận thì thường thường trang trí khu nhà rất là đẹp, như là Minh Nguyên vừa mới nói vậy. Nhưng mà thưa quý thính giả, chúng tôi thì đã có một thời được theo chân các cháu lúc nhỏ, chúng nó còn bé. Thì bố mẹ đưa các con đi xem thì chúng tôi cũng đi ké vào và được xem rất nhiều những cái khu nhà đẹp. Nhưng mà bây giờ thì các cháu nó lớn rồi, nó có bạn bè riêng, cho nên là chúng tôi đã mất cái gọi là cái ưu tiên, gọi cái privilege đấy, một cái đặc quyền để được đi thăm thú những cái nhà trong cái dịp lễ Giáng sinh. Cho nên quý vị nào đang còn ở trong cái thời kỳ mà các con còn bé hay là các cháu còn bé như Minh Nguyên ấy, nếu không nhờ có các cháu thì chắc không khám phá ra được cái thế giới đèn hoa lộng lẫy như vậy. Thành ra vâng, chúng ta cũng trân quý những thời gian đó, bởi vì khi mà không có một cái gọi, người Mỹ gọi là cái motivation, cái động lực đó,
thì nhiều khi mình có nhiều ưu tiên khác mình lại không làm cái việc này. Mặc dù là chúng tôi chỉ ngồi bên này nhìn qua cửa sổ phòng vi âm của Sống Vui Radio và thấy Huy Tường chọn những cái gọi là screen saver đó về lễ Giáng sinh rất là đẹp thưa quý vị. Không còn gì cho mình ấm áp bằng những ngôi nhà sáng đèn xung quanh tuyết phủ trắng, những cây thông, đó là những cái, đó là những cái mà tôi thấy rất là ấm lòng trong cái mùa Noel này. Thì thưa quý vị, chắc là Minh Nguyên cũng thấy là trong hai ngày vừa qua có lẽ là bận rộn sắm sửa Giáng sinh hoặc là đưa các con đi, không nhìn tin tức ở trên đài truyền hình, chứ không thấy là phải nói là toàn quốc đau buồn và xôn xao về tin hai cảnh sát viên bị hạ sát một cách vô lý khi họ đang ngồi trong cái xe tuần tra ở một góc phố ở Brooklyn. Và thưa quý vị, ảnh chân dung của hai vị cho thấy là ông Ramos là một cảnh sát viên trẻ ở lứa tuổi ngoài 30, mới có một đứa con trai nhỏ đầu tiên, và một ông nữa là người Á Châu có tên là ông Lưu. Thì hai khuôn mặt đó thưa quý vị, họ rất là hồn nhiên, rất là dễ thương. Có lẽ là cái nghiệp của họ khiến cho họ phải đi vào cái ngành cảnh sát. Mình nhìn thấy mình không nghĩ là cảnh sát là làm cái gì đó nó gây những cái oán thù hay là những cái căm hận trong lòng người như là cái phong trào mà gọi là phản đối xuống đường trong thời gian qua. Thành ra trước cái việc đau buồn này đã thì ngay cả những người ở cái phía mà đang biểu tình để chống lại gọi là sự bạo hành của cảnh sát đó, cũng cảm thấy bất mãn, cho nên là cũng phải lên tiếng và kết án cái việc là tàn sát nó không có một cái ý nghĩa gì cả. Và không những thế, nó còn làm mất cả cái ý nghĩa những cuộc tuần hành đã diễn ra cả tháng trời nay ở khắp nơi, hầu như khắp nơi, để mà phản đối cái vấn đề mà gọi là cái sự hành xử của cảnh sát, và kêu gọi là phải xem xét lại chính sách áp dụng cho cảnh sát, kể cả Tổng thống Obama là cái người ở trong cái vị thế cao nhất nước, và ông Eric Holder là cái người có trách nhiệm thứ nhì ở trong cái việc này. Thì thưa quý vị, khiến chúng ta phải suy nghĩ lại là nếu mà chỉ kêu gọi một phía không như thế đó, thì vô hình chung mình đã phóng chiếu hình ảnh về cảnh sát rất là tệ. Trong khi mình có những cái gương sáng, ví dụ những người cảnh sát cũng có tấm lòng, cũng biết là tha cho một người bà ngoại già đi ăn cắp trứng để nuôi cháu, ví dụ như vậy. Hay là mua một đôi giày cho một người không nhà vào mùa đông tuyết giá, phải lội dưới bùn, dưới tuyết. Thành ra những cái cử chỉ đó chúng ta cũng nên nhìn thấy cảnh sát cũng là một người như mọi người thôi. Cho nên là chúng ta cố gắng gìn giữ về phía mình. Và quả nhiên quý vị thấy là cái hình ảnh mà cái anh chàng gọi là, thưa quý vị, là một cái tên rất là khó đọc, Ismail Brinsley, là thủ phạm đã gây ra cái vụ tàn sát này. Thì thưa quý vị, trước khi mà xảy ra cái việc này, anh ta đã bắn cái người bạn gái cũ của mình bị thương, lấy cái điện thoại của cô ấy, rồi lấy xe chạy đi. Và cái sự báo hiệu của cái người phụ nữ bị bạc đãi này thì cũng đã đánh động cảnh sát, nhưng mà cảnh sát theo không kịp dấu. Bởi vì cái thành phố mà nó lớn như vậy, quý vị nghĩ làm sao mà có thể mà bắt kịp. Cho nên là kể cả những cái mà anh ta post ở trên cái mạng xã hội, nói rằng là nếu mà cảnh sát mà làm thiệt mạng một người da đen thì anh ta sẽ lấy hai mạng cảnh sát để mà bù lại, đại khái như vậy. Thành ra thưa quý thính giả, thấy rõ là mình có những cái mà chính mình phải nhìn lại cái sự hành xử của cái thành viên trong cái cộng đồng của mình, chứ không phải tự nhiên. Cho nên là vừa qua rất nhiều cái mâu thuẫn về cái vấn đề bên này, bên chống hay bên không chống, thì đều thấy là có những cái chết nó rất là hoàn toàn vô lý. Cho nên là mình cũng chia sẻ cái nỗi đau buồn với lại các gia đình các cảnh sát viên. Và trong cái lời phân ưu với gia đình thì Tổng thống Obama có nói là ông ghi nhận sự hy sinh của những người cảnh sát trong khi xảy ra những cái vụ mà phản đối, rồi thì xuống đường, rồi thì là kêu gọi để mà chống lại cảnh sát, ví dụ như vậy. Thì những người cảnh sát bình thường vẫn làm cái việc của họ, vẫn hàng ngày phơi thân ở trước cái sự nguy hiểm và cái mạng sống treo đầu ngọn tóc. Cho nên là chúng ta phải biết ơn những người đó, bởi vì họ phải làm những việc như vậy để mà giữ an ninh cho khu phố. Kể cả hai vị mà đã bị thiệt mạng trong cái vụ mà gọi là ambush, tức là bị đột kích, bị tấn công một cách bất ngờ đó. Thành ra, vâng, chúng ta cũng phải nhìn lại và cũng phải biết ơn, bởi vì nếu mà không có cảnh sát thì trật tự xã hội như thế nào? Và tại sao cảnh sát có cái hành động bạo hành thì mình có thể mình chấn chỉnh ngay tại đó thôi. Nhưng mà mình kêu gọi hận thù, kêu gọi để mà chống trả thì cái đó nó chỉ gây nên cái tình trạng càng khó khăn thêm trong cái tâm lý của con người. Chị xin mời Minh Nguyên. Dạ vâng, thưa chị Bích Hà, Minh Nguyên có theo dõi thấy rất là cảm động, và những cái hình ảnh ở trên các đài truyền hình cũng như là trên internet họ có đưa cả hàng trăm cảnh sát viên đứng để đưa tiễn hai vị cảnh sát mà được hai chiếc xe cứu thương đưa ra khỏi bệnh viện từ New York. Hoặc là coi những cái hình ảnh mà họ đặt những cái vòng hoa thì đúng là như vậy. Rất là buồn và thấy cái sự việc này xảy ra hình như nó họ không có giữ được những cái tính khí của họ để mà những cái người mà gây tàn sát như thế này.
Và đúng vậy, ai cũng là con người, cảnh sát cũng là con người, thì có mỗi người có một cái hành xử riêng, không phải ai cũng giống ai và không phải ai cũng có thể làm để mà gây những cái thương tổn. Thành ra mọi người cũng nên chú trọng, và mình nên hoàn toàn đồng ý với chị là đúng là cảnh sát họ hy sinh rất là nhiều. Thì chúng ta nhìn thấy, và nhiều khi chỉ thấy một cái sự việc xảy ra hoặc là một vài sự việc xảy ra thì chúng ta lại cứ quy là cảnh sát là những cái người họ không có hành xử đúng. Xin chia buồn với lại các gia đình, hai gia đình của hai vị cảnh sát viên này. Và chúng ta cũng vậy, ở ngay tại San Jose trong thứ năm vừa qua thì cũng đã có những cái cuộc tuần tiễu, không phải là tuần tiễu mà có một cái cuộc gọi là một số người đã đi từ cái từ chỗ văn phòng công tố viện và đã đi bộ tới sở cảnh sát San Jose để cuộc tuần hành và cảm ơn chị Bích Hà, để yêu cầu một vị cảnh sát của thành phố San Jose này từ chức, là tại vì ông ta đã có những cái lời lẽ mà không có mấy gì hay đối với những cái người biểu tình, và nhất là trong cái đợt biểu tình vừa qua trên toàn quốc về cái vụ mà cho là cảnh sát lạm dụng quyền lực để mà đối với những người da màu. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục trở lại phần tin ngày hôm nay ngay tại San Jose, hay nói đúng hơn là ngay ở San Leandro, thì đã có một cái sự việc khá là hay và cũng rất là vui trong cái mùa lễ này, là một vận động viên ở trong cái đội banh Raiders của thành phố Oakland. Ông ta đã cho một cái em bé, một bé gái 4 tuổi mà bị bệnh tim, thưa quý vị, một cái paycheck. Trong cái mùa lễ này, chắc hẳn chúng ta cũng nghe được nhiều rất là những cái tin vui và những cái tin cảm động như thế này. Tuy nhiên với em bé này sinh ra chỉ có một nửa trái tim, và rồi đã bị trải qua cả 14 ca mổ, và bây giờ vẫn đang còn trong cái tình trạng cũng không có khá gì mấy. Thì một người chơi trong đội banh Raiders ở ngay Oakland đã tặng cho em và gia đình một cái paycheck, và cái paycheck này thì cái trị giá mà anh ta làm là khoảng 37.000 một tuần, và anh ta đã tặng luôn cái paycheck này cho gia đình của em bé. Sau khi trừ thuế thì cái số tiền nó còn lại 18.000. Mặc dù cái số tiền này chắc đối với lại một người chơi trong một cái đội banh nhà nghề là Raiders thì có lẽ không bao nhiêu, nhưng mà với một cái em bé, gia đình tên em bé này là Ava thì lại rất là lớn. Và ông bố của em bé đã khóc và đã rất là cảm động khi mà nhận được cái paycheck từ cái người cầu thủ này. Mình Linh cũng thấy rất là cảm động khi mà coi những cái hình, coi những cái tin tức như thế này. Và chúng ta cũng hy vọng là mỗi ngày, không phải chỉ riêng trong mùa Giáng sinh, mỗi ngày đều có những cái cử chỉ như thế này, thì chắc nhiều gia đình cũng trải qua được những cái cơn mà gia đình túng thiếu hoặc là phải lo cho các em. Thưa chị Bích Hà. Vâng. Thưa quý thính giả, chúng tôi đã hết giờ cho phần tin tức đầu tiên. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Chúng tôi trở lại ngay sau phần thương vụ bảo trợ ở chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Alo, alo, quý vị, quý cô, quý ông bà, chú im lặng lặng mà nghe. Sản phẩm tuyệt vời đẹp da mà khỏe sức, tế bào ưu gốc chánh hiệu còn này. Stem cell ưu việt mỗi ngày một viên bổ dưỡng trong ngoài, thêm sức đề kháng chịu đựng dẻo dài. Tế bào tận gốc từ nhau của ưu nay, hyaluronic dược chất bằng mình, cải thiện tuần hoàn lưu thông mà mau huyết, cơ bắp đàn hồi không còn mỏi mà thấy đau nhất kia khớp xương, mắt nhìn sáng rực thể lực gia tăng, da vẻ hồng hào khỏe mạnh tự nhiên, ngủ được như tiên tinh thần tráng kiện, xem xeo toàn diện thế giới đều khen. Hãy tìm cho được sản phẩm mới xem xeo, tế bào hưu gốc chánh hiệu còn này, vùng San Jose xin mời ghé vô Angel Beauty, Hoàng Mỹ, Nhật Thanh, Cải Hoàng, Canibo. Ở vùng Oakland thì có Tân Á, Tòa
toàn phát, hay là gọi phone alo alo 1855617474, hay vào website tìm lại tuổi xuân. Mỗi cái nhà thầy cụ á, nó đau mỗi cái lưng mình á, cái cổ mình rồi là kia đó. Thì mình về tới nhà mình cảm thấy mình khỏe, mình phấn chấn, mình muốn làm cái chuyện này, làm chuyện kia. Hồi lúc trước cái đầu ngón tay em nó bị làm như nó bị tê á, bị nhiều khi tối em ngủ em phải để cũng như mình phải xây, mình bỏ cái tay mình xuống giường. Khi đang ngủ nửa đêm nó tự nhiên nó tê cái tay mình. Uống cái nhà thầy cụ thì em không có bị đó, em hết luôn. Bị xỉn, em ngưng thuốc xỉn luôn, em không có uống luôn. Em uống thuốc xỉn là mỗi ngày em bị xỉn á, em uống mỗi ngày thì em uống cái đó em cũng hết, mà em lại hết cái tê tay luôn nữa. Rồi mình thấy nó khỏe rồi, mình không có đau mỗi cái lưng mình á, cái cổ mình rồi là kia đó. Thì lúc trước em uống cái nhau theo cù đó thì em uống mỗi ngày đó, ngày nào mỗi buổi sáng trước khi em đi làm là em uống, rồi cái em đi làm đó uống thì mình thấy nó bớt nhiều, mình thấy nó khỏe. Ngày một viên bổ dưỡng trong ngoài, thêm sức đề kháng chịu đựng dẻo dài, tế bào tận gốc từ nhau của hưu nay. Hyaluronic giữa chất bằng mình, cải thiện tuần hoàn lưu thông máu huyết, cơ bắp đàn hồi không còn mỏi mà thấy đau nhức kia khớp xương, mắt nhìn sáng rực thế lực gia tăng, da bẻ hồng hào khỏe mạnh tự nhiên, ngủ được như tiên tinh thần tráng kiện. Xem xeo toàn trước khi em dùng Xem Xeo á, thì có một người quen giới thiệu em cũng là một cái sản phẩm là cũng là Xem Xeo nhưng mà là của Nhật Bản. Thì thật sự mà nói thì em rất là mắc, nói chung là rất là mắc tiền, mắc gấp đôi cái sản phẩm mà bên Xem Xeo bán đó. Thì em cũng có uống được mấy tháng á, thì khi mà em hết cái nguồn thuốc rồi á thì em có coi trên TV, thì em thấy quảng cáo, lúc đó là công ty mình mới bắt đầu quảng cáo ở trên TV thôi, thì em cũng thấy quảng cáo giống như là cái thuốc mà em uống đó, thì mới mua thử thì mình uống thấy khỏe. Tại vì em làm nail thì cứ cúi xuống hoài thì đau cái cổ, thì sau khi đó thì người ta mới giới thiệu là uống cái này đi là nó giúp cho xương, thì mình cũng uống. Thật sự thì uống thì thấy khỏe, thì sau em mới mua Xem Xeo uống. Thì nói chung là uống mục đích là mình để cho mình khỏe thôi chứ không có gì hết á. Nhưng mà mình cứ uống thì mình thuốc gì cũng vậy, đâu phải thuốc tiên đâu, mình nói mình uống là có khỏe ngay. Thì mình cứ uống ngày này qua ngày nọ kia thì em uống cũng được hơn coi như là ba năm rồi đó anh. Thì thấy mỗi lần mình uống thì khỏe. Gia đình em thì có một cái bệnh là bệnh coi như là di truyền ở trong gia đình, là từ cha đó, là cha đình ai cũng bị bệnh thấp khớp, trái gió trở trời hay bị nhức lắm. Thì cách đây chừng hơn 2 năm là cái chân em đi bộ nhiều hay là đứng nhiều hay là gì đó thì nó nhức lắm, nhưng mà dạo này thấy nó bớt. Mình không biết là vì đâu, nhưng mà mình cũng nghĩ là tại vì mình chỉ có uống Xem Xeo thôi, thì mình nghĩ Xem Xeo nó cũng hỗ trợ. Thì trước khi uống thì cũng tìm hiểu rồi nghiên cứu rồi đọc sách báo gì đó anh. Đó thì mình thấy nó cũng tốt, thì cứ vẫn uống tới bây giờ. Mà thật sự anh thấy em order là liên tục, tại vì order cho gia đình á, rồi cho bạn bè, cũng giới thiệu cho bạn bè đó, rồi cũng nói mình cũng thấy là cứ mình thấy sao thì mình nói thầy, mình thấy khỏe, mình nói thật. Rồi vừa rồi cái cũng nói ông xã luôn, ông xã nói sao ông xã thấy cứ mệt mỏi hoài, nói anh nghe lời em đi, anh uống đi, anh uống thử đi. Rồi anh uống, anh nói trời sao đúng như lời em nói, anh uống thì nói anh đi làm thì 4 giờ chiều là anh thấy mệt mỏi, anh không muốn làm việc nữa, nói bây giờ anh cứ uống đi. Anh nói uống được có 2 tuần lễ, anh nói đúng như lời em nói là anh làm tới chiều tối anh vẫn không thấy mệt, anh vẫn thấy sảng khoái. Thì nói đó thì cái thuốc này nó khỏe như vậy đó. Đó thì cái đó là cái sự thật em nói, chứ không có phải là quảng cáo, mình đâu có bán chứ đâu mà mình quảng cáo, anh hiểu không? Thì trước khi em uống thì em cũng đi tìm hiểu lên mạng, tìm hiểu coi cái thuốc này nó như thế nào, nó cái gì trong đó, mình cũng uống mình cũng sợ. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu mình biết rồi đó thì bắt đầu mình giới thiệu cho bạn bè. Năm ngoái thì em đi về Việt Nam thì gặp bạn bè ở bên Việt Nam á, gặp một số bạn bè ở Việt Nam á, gặp mình cái chân hững luôn, giật mình luôn, nói trời ơi sao vô Nam mày kẻ như vậy. Cái xong rồi cái ai cũng nói là sao kẻ như vậy, nói thiệt không, nói thiệt hay là nói cho tao vui. Cái nó không am, nó nói thật sự là nhìn trẻ hơn lúc trước nhiều, trẻ còn 10 tuổi luôn á. Ai nhận ra cái tuổi thật của mình. Mới Xem Xeo, tế bào ưu gốc trắng niệm còn ngày, hay là gọi phone alo alo 1855617474, hay vào website tìm lại tuổi xuân.
thông báo về học bổng của công ty StemCell, tế bào gốc, tế bào da. Mục đích của học bổng, hỗ trợ học bổng cho sinh viên có thành tích học vấn xuất sắc để theo đuổi bậc đại học. Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên cư ngụ tại Hoa Kỳ và hội đủ các tiêu chuẩn quy định căn cứ trên thành tích học vấn, tiềm năng lãnh đạo, nhiệt tình tham gia các sinh hoạt cộng đồng và ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm công dân trong xã hội. Mỗi học bổng trị giá 1.000 đồng sẽ được trao tặng cho hai học sinh tốt nghiệp trung học với điểm GPA tối thiểu là 3.5. Các thí sinh phải viết 2 bài tiểu luận dựa trên các chủ đề do công ty gợi ý. Các chi tiết khác cũng như điều kiện nộp hồ sơ xin truy cập vào trang mạng tìmlạituổixuan.com và trong đó có phần dành cho scholarship at renewinsideout.com trước ngày 28 tháng 2 năm 2015. Mọi thắc mắc và chi tiết xin liên lạc điện thoại 1-855-617-4074, 1-855-617-4074 hoặc email scholarship@renewinsideout.com. Dạ, vừa rồi là phần thương vụ bảo trợ chương trình Sống Vui ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và mọi thông tin liên lạc, trao đổi ý kiến cũng như là nhu cầu và quảng cáo, xin quý vị vui lòng gọi cho 1-800-785-8077, 1-800-785-8077. Quý vị có thể email về songvuiradio@gmail.com. Và chúng tôi xin tiếp tục bản tin. Mời Huy Tường. Dạ, quý thính giả vừa nghe bài You Are So Beautiful. Dạ, cho một thành viên trong... The Beatles. The Beatles. Là ông Joe Cocker. Ông vừa qua đời ở cái tuổi 70 tại Colorado và bị ung thư phổi. Thì ung thư phổi nó nhỏ nhỏ thôi. Em muốn loan báo cái tin, em muốn loan báo một bản nhạc mà ở trên đây. Và ông này rất là nổi tiếng chị, trong cái bang mà The Beatles. Và ông có nhiều cái bản, ông cũng là giống là thành danh rất là nhiều bản. Và cùng chung với lại cái video mà trong đó thì ông... em chỉ loan tin buồn hay là em muốn đi một bản nhạc của dạ cũng loan báo chưa kịp soạn nó mới vừa có trên Yahoo News. Ông có phải là người cuối cùng không em, người cuối cùng trong The Beatles rồi không? Dạ không chị, Beatles vẫn còn mà. Dạ Minh Nguyên có nghe không Minh Nguyên? Dạ vâng nghe. Dạ. Mà đang còn có câu hỏi là anh Tường nói là chỉ có hai đưa tiếng buồn và một thành viên của ban nhạc nổi tiếng ở trong ban nhạc đường Kilo qua đời. Thứ nhì là cái tin vui, thưa là chị Bích Hà nói là một trong những thành viên của gia đình Sống Vui khác thì không phải. Không lại. Và cái thứ ba anh Tường nói là đưa vị cái tin về ung thư phổi nó nhỏ nhỏ thôi. Tại sao ạ? Bởi vì Huy Tường sợ Phạm Húy. À. Sợ Phạm Húy thành không muốn nó đến viếng thăm mình. Thành ra. Vâng, thưa quý thính giả, theo một cái cuộc thăm dò mới nhất thì thưa với quý vị, uy tín của bà Hillary đã tuột dốc ở trong cái khu vực của Đảng Dân Chủ, xin lỗi quý thính giả. Và một cái tuột dốc ở 10% thì được xem là một năm không thuận lợi cho bà Hillary, tức là năm 2014. Tuy nhiên sự ủng hộ theo cái cuộc thăm dò này vẫn còn, đây là nguyên văn ạ, huge, tức là vẫn còn rất là to lớn, and not alarming, và chưa phải ở mức độ báo động. Tức là bà vẫn còn có cái cơ hội để mà chạy đua trong kỳ bầu cử năm 2016 để vào cái ghế tổng thống của Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà thưa quý thính giả, bên cạnh những cái tiềm năng của một phụ nữ ở cái tuổi cũng đã là phải nói là thất thập cổ lai hy đến khi mà bà ứng cử đó, thì có một cái bản vẽ sơ qua về cái hình ảnh của các vị tổng thống
đã từng ngồi ở Tòa Bạch Ốc và làm việc nước. Thì thưa quý vị, trong khi cựu Tổng thống Bill Clinton thì mô tả cái thời gian ở Bạch Ốc là thời gian mà của một cái vòng nguyệt quế, cái crown jewelry rất là đẹp, nhưng mà lại trong một cái hệ thống nhà tù, the system of a prison, tức là cảm thấy mình không có được tự do thoải mái. Nhưng mà với Tổng thống Obama thì thưa quý vị, ông nói rằng đây là một cái nice family office, tức là một cái văn phòng có tính cách gia đình rất là dễ thương. Bởi vì mình có thể hình dung ra là ông làm việc trong Tòa Bạch Ốc, có cánh tả, cánh hữu, có phòng bầu dục, có bên Tây, bên Đông, nhưng mà cuối cùng thì ăn, ngủ, nghỉ, giải trí, gặp gỡ người thân, vợ con đều trong một cái khu nhà hết. Thành ra cái quan điểm của ông cũng có lý. Và ông nói là mỗi buổi tối mà cái giờ mà ông cảm thấy mà vui nhất, mà ông gần như ông làm thành ra một cái protocol đó, một cái thủ tục đó, là ăn cơm tối với gia đình. Ông chỉ việc lên cầu thang vào cái phòng riêng và ăn cơm với bà Michelle Obama cũng như hai cô con gái. Nhưng mà ngay cả cái thời khắc mà ông cho là quý báu nhất trong ngày đó đó thì cũng sẽ mất dần. Là bằng cưới bây giờ hai cô con gái đã bắt đầu ở cái tuổi lớn, bắt đầu có bạn bè riêng, đã bắt đầu nói đến vấn đề đi học đại học. Cho nên là những cái bữa cơm tối với gia đình như vậy đã thưa thớt dần, không còn được như là thời gian trước đây. Và thưa với quý thính giả, họ cũng nói đến cái vấn đề mà khi mà con cái lớn khôn rồi thì cái tổ ấm nó trở nên trống. Thì còn có hai con, thật là một con chim mái là đúng hơn đó. Nhưng mà con chim trống thì có khi bay đi bay về, đại khái như vậy. Thì cái tổ, cái hình ảnh một cái tổ ấm mà nó trống dài cũng làm hình ảnh đáng cho mình đấy. Nhưng mà ông nói là bây giờ bạn bè ông đều biết, nhìn ông thì thấy là cái sự tiều tụy của ông so với thời kỳ mà ông vào Tòa Bạch Ốc, tóc bạc, rồi thì có những cái nếp nhăn, có những cái mà nó mình thấy nó rõ ràng là cái bề ngoài của ông nó xuống cấp. Ông cũng thấy như vậy. Và ông nói rằng là trong những cái mà phương tiện giúp cho một tổng thống, tức là một nhân vật ngồi ở cái ghế đầu ở trên cả một đất nước, khi cả một thế giới nữa, bởi vì Mỹ là cường quốc mạnh nhất trên thế giới, thì những cái lo âu và những cái buồn phiền nó nhiều lắm. Thành ra nó vinh dự cũng có. Ông bà mình ngày xưa nói là càng cao danh vọng thì càng giàu gian nan. Thì cái vai trò tổng thống là thể hiện cái câu này rất là rõ nhất. Và ông nói rằng là ông đánh golf để mà giải tỏa những cái áp lực. Và từ khi ông nhậm chức đến giờ đó, ông đã tham gia 200 trận đánh golf. Và mỗi một trận như vậy đó, thưa quý thính giả, 6 tiếng đồng hồ ở ngoài trời, thì ông cảm thấy ông rất là tự do và cảm thấy mình không như một cái quả bong bóng. Quả bong bóng có nghĩa là sẽ nổ bất cứ lúc nào, để chứng tỏ cái áp lực rất là lớn. Và thưa quý thính giả, bạn bè cũ của ông ở Hawaii và ở Chicago, những người bạn ông nói rằng của một thời đã qua, của một thời đang hiện có, và của một thời tương lai nữa, tức là những cái bạn chí cốt luôn luôn là bạn của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thì thưa quý thính giả, tình bạn quả nhiên là một thứ rượu quý. Chúng ta dù là không phải là tổng thống, chúng ta cũng có kinh nghiệm để được hưởng qua cái hạnh phúc này. Những người này họ không có nói chuyện về chính trị, mà họ nói chuyện về cái đời sống thật và những cái viễn ảnh cái đời sống thật đó, real world perspective, chứ không nói về cái vấn đề mà political. Và hơn nữa là họ có những câu chuyện mà nó kết nối với Tổng thống một cách sâu xa trong cái thời họ làm bạn với nhau. Cho nên là tình bạn đối với Tổng thống Obama là một cái quà quý để giúp ông giải tỏa những cái áp lực. Nhưng mà không phải là không có những cái thú vui mà nó gọi là nó không có được lành mạnh. Ví dụ, hiện nay thì thưa quý vị, theo bác sĩ riêng của Tổng thống thì ông là tobacco free, tức là không có thuốc lá ở trong người. Thế nhưng mà cái bản báo cáo của bác sĩ năm 2014 thì nói rằng là ông vẫn có thỉnh thoảng dùng cái gọi là nicotine gum. Thành khi mà quý vị thấy là báo chí chỉ trích là tại sao mà Tổng thống dự những cuộc họp thượng đỉnh mà vẫn còn nhai gum, họ tưởng rằng cái đó là chỉ là chewing gum thường, thì thưa quý khán giả không đúng. Cái đó là nicotine gum mà Tổng thống nói rằng là ông rất cần trong những khi mà cái hoàn cảnh mà ông có những cái sự áp lực mà nó lên mạnh quá, nó rất là căng thẳng, thì ông phải dùng cái gum gọi là Nicorette từ gum trong những cái lúc mà ông cần phải giải tỏa bớt cái áp lực. Và hiện nay thì bác sĩ đã cho biết là Tổng thống đã có triệu chứng của cái bệnh gọi là đầy hơi, tức là tiếng Mỹ gọi là acid reflux đó. Tức là mình ăn xong thì cái thức ăn nó dội lại trên bao tử, và nó làm cho mình phải có cái tình trạng là nóng bao tử, gọi là heartburn đó. Thì thưa quý vị, đó là do một cái thời gian qua chắc là cũng có những cái ăn uống mà không kịp thì giờ cho nó tiêu hóa, và ăn uống mà mình không được thảnh thơi. Và ông cũng có một cái thời gian mà thiếu, gọi là thiếu cái vitamin D, là bởi vì ông ít ra nắng. Có lẽ là vì làm việc miệt mài ở trong phòng, cũng như là khi đi thì đã có tiền hô hậu ủng.
hoặc là máy bay hoặc là xe, thành ra không có cái thời gian để phơi nắng, thành ra cũng là một cái khiến cho ông thiếu vitamin D. Và ông thích thỉnh thoảng uống một ly martini, ly rượu mạnh martini, và ông lại có một cái thói quen mà cho là rất là tệ. Ông ăn thích cái nacho đó. Nacho là một loại ăn của người Mễ, mà thưa quý thính giả, nó có những cái bánh tortilla mà chiên lên, mà không những vậy lại còn đẫm cả trong cái cheese làm cho chảy ra nữa. Thành đây là một cái thứ ăn mà rất là thịt bằm, rất là nhiều calorie và rất là không có lành mạnh cho sức khỏe. Và sau cùng thì khi nào mà không còn vui được nữa với những cái thói quen trở thành ít nhiều cũng nhàm chán, tức là những bữa cơm với gia đình, bạn bè cũ không phải lúc nào cũng có, thì ông làm giống như Tổng thống Roosevelt, tức là ông đi hiking và thỉnh thoảng có săn bắn nữa. Thì đó là tất cả những cái mà chúng ta biết về cuộc đời của một tổng thống. Và thứ nhất là thì giờ với gia đình, đánh golf, đọc sách. Ông đọc rất là nhiều sách, good book, đọc những cuốn sách tốt, và bạn cũ, và thỉnh thoảng uống một vài ly nhấm nháp để cho nó lên tinh thần. Và sau cùng có khi ông cũng chơi cái online game để mà giải trí. Và cuối cùng nữa là đi hiking và đi săn bắn. Thì đó là tất cả những cái việc mà mặc dù là họ nói là ngay cả trong những kỳ vacation của ông, ví dụ như ông đi ở cái kỳ vacation gọi là ở Vinea, ở cái chỗ gì, Vinea ở Boston đó, Massachusetts đấy, Minh Nguyên nhỉ? Vâng, Martha Vinea. Vâng, Martha Vinea ở Massachusetts. Thì ông cũng bị lôi về bởi cái vụ mà cậu Michael Brown bị bắn ở Missouri. Và bây giờ thì ông đang hưởng thụ một cái cuộc nghỉ vacation để lấy lại sức lực. Ở Hawaii thì cũng có những cái vụ mà hai viên cảnh sát ở New York đã bị ám hại, và đó là những cái mà khiến cho những kỳ nghỉ hè của ông không bao giờ thực sự là một kỳ nghỉ hè. Đó là theo cái bình luận của các nhà làm truyền thông Hoa Kỳ. Thì cũng xin để quý vị biết là nếu mà bà Hillary Clinton mà bước chân vào cái địa vị này thì có thể thời cuộc của bà nó tốt hơn. Bà không có quá nhiều những cái vấn đề phải đối phó như là cái thời kỳ của triều đại của Tổng thống Obama. Nhưng mà cái áp lực lúc nào cũng có. Và đó là một cái tôi nghĩ là cũng không thuận lợi lắm cho một người phụ nữ qua cái tuổi 70 để mà giữ những cái trọng trách lớn lao như vậy. Vâng, vậy mà ai cũng muốn làm tổng thống thôi chị Bích Hà. Anh Huy Tường đứng mơ làm tổng thống. Cái đó là chắc là mình nghĩ chắc mình nghĩ về cách rất là khách quan đó Minh Nguyên nhỉ, không phải là vấn đề danh vọng hay là vấn đề, nhưng mà tôi cho rằng những người có một phần nào khả năng đó thì nghĩ rằng là mình luôn luôn có cái cơ hội đóng góp tốt nhất cho đất nước và dân tộc. Và nếu mà chúng ta có được một cái gọi là cái legacy, một cái một cái di sản tốt để lại cho mai sau trong lịch sử, thì đó là cái hệ quả của vấn đề mà chúng ta cống hiến cho một cái gọi là một cái good cause, một cái chính nghĩa, chứ không phải là bắt đầu từ cái tham vọng để mà trở thành một tổng thống mà không làm được việc. Và Tổng thống Obama có nói rằng là khi mà cái bài diễn văn của ông nói vào một cái năm nào chúng tôi xin lỗi khán giả quên mất, cái đề chừng 2 năm, thì đã bị chê là không bằng cái bài nói của Tổng thống Bill Clinton nói hôm trước đó. Thì ông nói với cái người mà chuyên môn chịu trách nhiệm về cách soạn diễn văn chứ ông, mà ông cứ lầm bầm, ông mới nói để ông bảo rằng là mình làm tốt như thế, đại khái như vậy. Thì ông bảo này, phải lắng nghe những lời phê bình nhé. Thế nhưng mà phê bình không có nghĩa là mình hóa đá, mà phê bình là mình phải chọn một quyết định nào tốt nhất để mình move on, để mà đi tiếp tục con đường của mình, chứ đừng có để cho người ta làm cho mình thành tê liệt. Và ông nói rằng là nhưng mà ông cũng không có chối là một buổi sáng thức dậy mà cái cảm nghĩ đầu tiên lại có ít nhất 50% dân chúng cho rằng mình không làm việc tốt. Thì cái đó nó là một cái lời phê phán mà ông cho là cái áp lực rất là nặng. Thì những cái như vậy thì mình thấy là lắng nghe để mà sửa đổi, để mà cải thiện, để mà đi lên, nhưng mà đừng có để cho mình bị động, mình bị thành ra hóa đá. Thì đó là những cái suy nghĩ của những người gọi là think big đấy. Mình nghĩ cái chuyện gì to lớn hơn, nhưng mà con người không phải là gỗ đá, không phải là sắt thép, nhiều khi cũng có những cái giây phút mà mình bị trầm xuống là vì những cái áp lực ở bên ngoài đời sống. Chị mời Minh Nguyên. Chúng áp lực cả trên toàn thế giới chứ không phải chỉ có một nước Hoa Kỳ. Đúng ạ, thế đúng ạ. Ông Tổng thống Obama sau 6 năm làm Tổng thống rồi thì chúng ta cũng thấy thay đổi rất là nhiều, và hầu như Tổng thống nào cũng vậy. Vâng. Cô thì đang còn khỏe mạnh và đang còn rất là tươi trẻ sau 3 năm. Minh Nguyên còn nhớ mà hình ảnh của Tổng thống mà George W. Bush khi mà ông sắp sửa mãn nhiệm kỳ không? Dạ, vâng. Mình thấy nhớ lại ông như một con gà đá. Và nhất là cái thời gian mà vào cái vụ 911 nữa thì vâng, thành ra to lớn rất là nhiều. hai cuộc chiến tranh, vâng.
Thật ra đúng là cái trọng trách rất là lớn trong riêng đối với Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới cũng thực sự ra những cái người mà có cái ước mộng ra làm tổng thống thì giống như là chị Bích Hà vừa nói, hầu hết là họ cũng đã có những cái tinh thần phục vụ lợi cho quốc gia. Vâng. Chứ còn về danh vọng thì thế nào cũng có chứ không phải là không, nhưng mà cái danh vọng chắc có lẽ là họ chọn sau cái tính cách phục vụ thì đúng hơn. Vâng. Và trong tuần vừa qua quý vị cũng biết là có cái nguồn tin đưa ra bên Bắc Hàn đã có những cái cuộc tấn công vào cái hãng Sony, cái vâng. hãng mà chuyên làm phim về điện ảnh, và một trong những cái phim mà họ đang còn chú ý tới đó là cái phim The Interview, phỏng vấn. Và Bắc Hàn đã bị Hoa Kỳ cho là cái nơi phát xuất ra những cái cuộc tấn công qua trang mạng này. Trong tuần vừa qua, không biết là có phải là một trong những cái trả thù của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn hay không, vì Tổng thống Obama có tuyên bố là sẽ không để cho Bắc Hàn yên trong cái vụ này. Và một trong tuần vừa qua thì toàn bộ cái hệ thống Internet của Bắc Hàn đã bị không có lại bị ngưng làm việc. Và cho tới bây giờ thì chính phủ của Hoa Kỳ chưa có xác nhận đây là có phải là một trong những cái vụ trả thù hay không. Nhưng mà cái người mà phát ngôn viên của Hoa Kỳ là thì lại nói là họ nói chung chung là lúc có lúc không. Thành ra họ cứ nói rất là chung chung như vậy. Hoa Kỳ thì thường thường chúng ta cũng nghe những cái người phát ngôn viên họ hay thường nói rất là chung chung. Và cái ông mà giám đốc của cái viện research DIN và một trong những cái viện research về Internet thì ông nói là trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, những cái tiến trình về Internet lúc lên lúc xuống, và đã có một lúc thì cả Bắc Hàn đã không có Internet trong vòng một khoảng thời gian, họ không cho là bao lâu. Nhưng mà mình nghĩ cái này là đối với một cái vấn đề chính trị, đối với cái những cái nhất là cái thủ lãnh của bên Bắc Hàn là Kim Jong Un thôi, chứ còn người dân thì họ đâu có nhầm gì, là tại vì Bắc Hàn người dân đâu có được dùng đúng Internet ạ. Đâu mà họ lo, phải không các chị? Vâng. Thành ra cái này xuất hiện từ cái đòn chính trị mà cả hai quốc gia có thể là làm với nhau thôi. Vâng. Còn người dân thì không có ảnh hưởng gì hết đâu. Và thưa người dân thì Hoa Kỳ có thể bị ảnh hưởng, bởi vì nếu mà những cái hệ thống mà Internet của công quyền đó hoặc của ngân hàng mà bị hack á, thì dân chúng sẽ bị ảnh hưởng nặng. Nhưng mà cái vấn đề hiện nay thì ông Kim Jong-un đã đưa ra chính thức lời cảnh báo. Tổng thống Obama cho ông là vô trách nhiệm, regretless, khi mà tuyên bố là Bắc Hàn đứng đằng sau cái vụ mà hack vào cái hệ thống tin học của công ty Sony Pictures, và đe dọa là sẽ gây ra những cái cuộc tấn công ở trong nội địa Hoa Kỳ. Thì mình không lạ gì cái ngôn ngữ của Bắc Hàn lúc nào cũng đe dọa hết ấy, bởi vì cái hỏa tiễn nó chưa đi đến đâu, bắn bao nhiêu hỏa tiễn nó rơi xuống biển bấy nhiêu, nhưng mà cũng vẫn nghĩ rằng có một cái lực lượng về nguyên tử có thể đe dọa cả Hoa Kỳ. Thì đó là cái cách nói của Bắc Hàn, nhưng mình không coi nhẹ họ, bởi vì khi mà họ đã có dồn được cái nỗ lực, như mình đã nói đó, thà là để dân chết đói, thà để dân khát không có quần áo mặc, nhưng mà họ dùng vào những cái vũ khí để chống lại cái thế giới còn lại bên ngoài, thì cái đó mình phải đáng phải coi là cũng nên là quan trọng, chứ không có thể coi thường họ được. Vâng. Dạ, nhưng mà trong ngày hôm nay thì ở Nam Hàn thì đã đưa ra một cái tin là cho hay là các máy tính của nhà máy điện hạt nhân của họ đã bị tin tặc tấn công. Dạ, cái chính phủ Nam Hàn và cái giới chức của nhà máy điện hạt nhân Korea Hydro nói rằng cái vụ tấn công trên mạng không có tác động đối với sự an toàn của 23 lò phản ứng hạt nhân của Nam Hàn. Tuần trước thì các nghi can tin tặc đã sử dụng một tài khoản Twitter để phổ biến hàng loạt các thông tin về các lò phản ứng của miền Nam. Tin tặc dọa sẽ tiết lộ thêm thông tin nếu ba lò phản ứng hạt nhân cũ kỹ của Nam Hàn không đóng cửa trước ngày thứ năm tuần này. Để xem. Wait and see. Trong khi đó thì Bắc Hàn vẫn phủ nhận, là nói là mình không phải đúng là mình rồi. Làm. Khi nào bắt được tay dây được cánh thì người cộng sản họ may mới chấp nhận, chứ còn nếu không thì vẫn là chối cho đến chết luôn. Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi đã hết giờ cho phần tin tức, xin quý vị đừng rời làn sóng. Sau phần thương vụ bảo trợ cho chương trình thì mời quý vị bước vào vấn đề xung quanh ta với Radio Nguyễn. Tuyệt vời đẹp da mà khỏe sinh, tế bào ưu gốc chánh hiệu còn này, xem xeo ưu việt mỗi ngày.
tìm sức đề kháng, tiểu đựng dẻo dài, tế bào tận gốc từ nhau của hưu nay. Hyaluronic giữa chất bằng mình, cải thiện tuần hoàn lưu thông mau huyết, cơ bắp đàn hồi không còn mỏi mà thay đau nhức kia khớp xương, mắt nhìn sáng rực thể lực gia tăng, da bé hồng hào khỏe mạnh tự nhiên, ngủ được như tiên tinh thần tráng kiện, xem xeo toàn diện thế giới đều khen. Hãy tìm cho được sản phẩm mới xem xeo, tế bào hưu gốc tránh hiểm còn này, vùng San Jose xin mời ghé vô Angel Beauty, Hoàng Mỹ, Nhật Thanh, Cải Hoàng, Canibo, ở vùng Ốc Linh thì có Tân Á, Toàn Phát, hay là gọi phone alo alo 1855 614074, hay vào website tìm lại tuổi xuân. Dạ đó, hồi trước khi đi thì cái chân mình nó kể như có tật, rồi sau khi uống tế bào gốc nữa bây giờ đi lại bình thường đó. Còn tế bào da thì trước cái mỗi bữa đi làm thì mình lấy nó để trang điểm, da của mình nó trẻ đi, rồi bạn bè hỏi sao chú Tím lúc này đổi đời đẹp trai, nó không có, tại mình giấu mình không có nói, mình nghĩ người ta tin thì mình mới nói. Nhưng bữa nay chú có nói đó thì chú chia sẻ mình muốn sống lâu, muốn được dành thời gian tìm lại tuổi xuân thì mình phải chịu tốn tiền. Vì sau khi uống cái tế bào gốc đó thì bây giờ bữa nay đi bình thường, có thể nói là chú chạy cũng còn được. Hồi lúc trước đi lên thang lầu thấy nó khổ sở, rồi chú vừa đi vừa mắc cỡ, sợ người ta nhìn cái dạng của mình sẽ ông rồi đi cành nhắc á. Bây giờ chú mừng lắm, có nhiều khi thấy mình nhức chân nó rồi nó thốn những cái thần kinh, nhưng mà mình quạo, có nhiều khi mình quạo với những bạn bè, nhưng mà bây giờ nó không còn nhức chân nữa. Cái nhức rồi là nó làm cho tứ chi của mình nó bực lắm, mà uống vậy bây giờ nó không còn nhức nữa thì nó trở lại bình thường, cái tánh của mình nó không có cọc cằn nữa. Thấy bạn bè nó nói ông lúc này thấy ông trẻ, rồi cái mình cười, nhưng mà mình cũng không có khoe là trên nói già, bây giờ mình còn làm duyên phải không? Trong ngoài tìm sức đề kháng, chịu đựng dẻo dài, tế bào tận gốc từ nhau của hưu nay. Hyaluronic giữa chất bằng mình, cải thiện tuần hoàn lưu thông mà mau huyết. Tôi đi Cali chơi cho nên tôi mua về một năm mấy, uống thì cũng tốt lắm, tưởng liên tục một trăm mấy rồi đó. Tại tôi thấy nó tốt, nó có cho sức khỏe, với lại cái da mặt tôi bị nám á, uống cái nó bớt nhiều, anh tôi thấy tốt. Anh tôi cứ mỗi sáng là uống một viên, tôi mua tổng cộng 3 đợt rồi. Hồi đó tôi đi chơi thì tôi mua 4 hộp, tại mình mua ba hộp thì được tặng một hộp á, cho nên tôi mua một đợt đầu xong rồi cái hết cái mua, nhưng mà sau đó tôi cũng mua một cái chai thuốc để tức cái mặt á, một chai thuốc cho đó, nên là đợt sau cái tôi về lại tôi order một đợt, rồi tôi mới order một đợt nữa, mới vừa rồi mua rồi. Người nhà kiểu giống như thấy hơi mắc á, họ tiết tiền á, tôi nói không sao, phải uống đều rồi cái thuốc sức mặt nữa nó tốt. Ồ, cái nám trên mặt tôi nó bớt nhiều, với người tôi cũng khỏe. Hồi đó tôi cũng hay bệnh lắm, người tôi nó yếu đó, cho nên tôi uống thấy khỏe lại, với lại cái nám trên mặt tôi nó đi nhiều lắm, bớt nhiều, tại vì uống ở trong mình vừa sức ở ngoài nữa. Cái là cái ngày tới màu da đúng là nó giống như bông bá, tại là sức ở ngoài rồi sao tôi xài. Cái lần sau là tôi order luôn cái cream luôn á, cream cái mình xài cái mỹ phẩm của nó không, của bên trên của phòng tôi không mất mà. Trước đó tôi xài CC đầu á, sau tôi bỏ, tôi không xài nữa, tôi xài trên đeo không. Thì thấy nó đỡ nhiều lắm, thì nó cũng bớt nhiều, với lại cái đứt nhăn ngay mắt á. Tôi xài cái eye cream á, thấy nó cũng bớt nhiều lắm á, nhưng mà chút cái đó cũng giảm nhiều lắm á. Cái đó cho tôi tuổi khoảng 50 trở lên, nó là tốt lắm á. Đã phải làm tại có baby, có con đó, có bầu, cái xong cái thai đó khóc ngon nó cái đó bị, chứ không phải bị nám mỹ phẩm đâu. Cho nên xài chắc nào nó cũng bị, cho nên là cuối cùng xài cái này là thấy nó bớt nhiều lắm á. Cái đứa hình như bây giờ trên mặt tôi còn khoảng chừng 15-20% đó thôi á, chưa nhiều lắm á, hai bên gò má nhiều lắm. Mình về cái rụng tóc á, tôi bị rụng nhiều, tại tôi uống thuốc, tôi được cao máu rồi bị cao mỡ, cho nên uống cái thuốc nó rụng tóc á, thì tôi uống trên trang thì tôi bớt, thấy nó bớt rụng nhiều. Mà nó mọc ra thêm á, tôi đi bác sĩ đều lắm, thì thấy cái lượng nó không có tăng nữa, nó giảm, nó đứng lại đó. Mình thấy nó cũng tốt, cái sản phẩm này nó tốt, thật sự tôi cũng giới thiệu cũng nhiều anh em lắm á chứ.
chánh niệm còn nài, hay là gọi phone alo alo 1855 6174074, hay vào website tìm lại tuổi xuân. Và đây là tiếng nói của Súng Vui Radio. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cho đến giờ phút này. Và mọi thông tin liên lạc, trao đổi ý kiến cũng như là nhu cầu thương vụ, xin quý vị gọi cho 1-800-785-8077, 1-800-785-8077. Quý vị cũng có thể email về súngvuiradio@gmail.com. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị bước vào chương trình Vấn đề xung quanh ta với Rachel Nguyễn. Ở trong phòng viêm đã có sự hiện diện của Rachel. Cô thân ái chào tái ngộ Rachel và xin Rachel ngỏ lời chào thính giả cũng như bắt đầu chương trình. Dạ, xin thân ái kính chào quý vị, xin kính chào cô. Không biết Minh Nguyên nhận còn bên đầu dây bên kia ha, anh Huy Tường. Dạ. Không biết nhỏ. Minh Nguyên vẫn còn đây. Em vẫn còn đây. Em vẫn còn đây. Rồi, nghe xem coi có ai sống với radio hát không, không nghe thấy ai hát. Thế bây giờ hot vậy, không hát thì hot vậy. Giờ nghe đây show hot này. Mà anh Tường, anh Tường không có. Huy Tường tính mời Minh Nguyên gia nhập vô trong hội những người triệu phú trong tương lai. Nhưng mà tử vi của Huy Tường lại nói rằng là Huy Tường mà kiếm được đồng tiền là bằng cái sức của mình thôi, không có của hoạnh tài. Đó, thành ra là cái này chắc là phải đổi tay chèo lái đi. Đổi sang cái đấy rồi. Cảm ơn quý vị đang lắng nghe đài Sống Vui Radio. Thì chỉ còn khoảng chừng 2 ngày nữa thôi là mình sẽ bước vào trong lễ Giáng sinh. Thì mình chắc chắn là Rachel tin là một số quý vị sẽ đang bồn chồn, cũng muốn đón Giáng sinh như thế nào, cũng khá đông mọi trong người, gia đình cũng đang xôn xao mà đi shopping mua quà, không biết tặng cho ai, không biết mua cái gì tặng cho ai. Và cũng Minh Nguyên thì chắc vừa từng vượt qua thì mới thoát nạn hả Minh Nguyên? Đã học xong hả? Thi cử xong hả? Cũng chưa tới đâu cả. Thì trong khi mà mỗi một mùa Giáng sinh như vậy đó, trong cái cuộc sống của mình tự nhiên nó làm cho mình những cái rạo rực. Khi mà làm cho mình cảm thấy là bồi hồi, là bồi hồi làm cho mình cảm thấy là mình phải xung sao trong cái cuộc sống mình như thế nào. Thì nó mới có vẻ ra nó là đúng là cái lễ, nó mới có vẻ đúng là cái mùi của lễ đó Giáng là sinh. Cái màu sắc của đời sống luôn rồi. Đó là một trong những màu sắc. Nhưng mà đồng thời một cái phía cạnh bên kia đó thì mình thấy sẽ những người nào mà cô đơn, những người nào mà họ lonely thì họ cảm thấy nó còn càng cô đơn đúng hơn vậy. Nữa và họ cảm thấy nó lẻ loi nhất là những người mà thí dụ những người homeless hay là những người nào không còn thân nhân hay là những người nào mà cảm thấy vì lý do nào đó mùa Giáng sinh lại mất đi người thân của mình. Rồi khi mà mỗi một lần mùa Giáng sinh làm cho gợi ý lại hồi ức không được tốt, không được đẹp trong cái cuộc sống của họ, thì nó là một trong những cái phân cách trong cuộc sống của mình. Mà mình vui thì sẽ có một số người rất là vui, mà buồn thì cũng có một số người nó rất là buồn trong cái cuộc sống, nhất là trong cái mùa lễ Giáng sinh hoặc là trong những cái mùa lễ mà cuối năm. Thì giống khi mà ngày Thanksgiving cô có đọc cái bản tin này nói về một cái ông mà ông cảm thấy ông lonely đến nỗi mà ông bỏ lên trên trang mạng Facebook ai vui lòng cho, ông đến chung hưởng một cái ngày lễ Thanksgiving đúng là rồi. Bao nhiêu mấy chục năm nay ông đã không có rất là cô đơn trong cái cuộc sống. Thì có một gia đình thấy cái post trên Facebook gì mà rước ông về mà ăn một cái lễ Thanksgiving như vậy. Thì trong mùa Giáng sinh với chưa thấy nghĩ là nhiều cái vấn đề trong cái cuộc sống của mình, vui thì mình ráng vui cho cái cuộc sống của vui mình lại ráng vui.
Không nhiều biết khi vui không nổi đấy. Vui nhiều quá, nặng quá, oành cả lưng. Chia bớt đi, chia bớt đi. Tuy nhiên là cái cục, tại vì với Châu nghĩ trong cuộc vui nào nó cũng sẽ tàn hết, đúng không cô? Trong buổi tiệc nào nó cũng tàn hết. Thì niềm vui nó cũng vậy, nó cũng rất là khó mà nó ở với mình. Còn dư âm thì sao? Cái dư âm hầu như nó, hầu như cái cũng vui chứ, nó cũng vui nhưng mà nó cái niềm vui khi mà nó qua có một chút ngậm ngùi, nó có ngậm ngùi, nó có những cái gì đó trong cái cuộc sống. Mà trong cái vấn đề song quân ta là khi mà mình thấy mà một cái buổi tiệc nào mà mình hào hức decorate nhà cửa, làm những món ăn ngon, mong đợi những người anh chị, những cô chú, những cháu hay con của mình trở về cho cái máy mà gia đình mà mình tổ chức, thì lúc nào ra cho thấy, thường thường không biết gia đình khác như thế nào, nhưng mà trong gia đình khi mà một cái buổi tiệc như vậy nó cũng có một cái vấn đề. Thí dụ một người cậu không nói chuyện với một người cháu for long time, hoặc là người chị không nói chuyện với người em, mà khi một cái buổi tiệc theo đúng nó phải vui, nó sẽ xảy ra một cái câu chuyện nào đó, nó có những khuyết điểm, nó sẽ là không vui trong cái buổi tiệc như vậy, trong những cái buổi lễ mà mình chuẩn bị cho, mình háo hức mà mình đợi mong. Thì trong những cái trong cuộc sống của mình, tôi cho nghĩ là khi mà mình gặp như vậy hàng ngày trong cái cuộc sống, những buổi tiệc như vậy là sẽ nó somehow nó có một cái khuyết điểm nào đó, nó trở thành lại là nó không vui. Tuy rằng mình chứ là ý Roman nói là trên đời cái sự hoàn hảo rất là khó, phải khó, không ạ? Dạ, nó rất là khó trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà lý do tại sao Rachel nói khi mình được vui mình gắng vui thêm. Tất nhiên là khi là mình đã có những cái háo hức đón cái mùa Giáng sinh, đón cái mùa Christmas, dù rằng có lỡ có người em của mình thay vì khoa nước mắm bỏ giấm mà đi bỏ cái khác vô, mình làm cảm thấy mình bực tức, mình cảm thấy mình khó chịu, thì mình gắng vui lên chứ đừng để vì cái nước mắm đó mà mình nó chữa đi. Mình chữa phải làm tô khác, làm cái tô khác chứ đừng để vì cái nước mắm đó mà nó làm cho mình cảm thấy mình khó chịu trong cái mùa lễ Giáng sinh. Thì những cái nhỏ nhỏ như vậy, hoặc là người chồng của mình gắn cái đèn nó không đúng theo cái ý của mình muốn, mà mình cảm thấy mình khó chịu tại vì tôi nói ông phải gắn cái chỗ này nó mới đẹp nhất, thấy không? Mọi người vô nhà mình cũng nói như vậy, thì nó trở thành là không vui. Mình thử ra cố gắng làm sao biết bỏ qua những biết chuyện bỏ nhỏ qua nhạc. Những cái nhỏ nhỏ như vậy đó, thì mình sẽ cảm thấy là cái mùa Giáng sinh hoặc cái bầu không khí của mùa Giáng sinh mà mình hao hức, mình mong đợi nó được trọn vẹn hơn. Thì đó với cho Yến nó gắn vui là vui thêm, nó là như vậy đó. Trong một cái mình muốn nó hoàn hảo cho một cái buổi lễ như vậy, nhưng mà sẽ có một người nào đó hoặc đổ rác làm xong buổi tiệc rồi không có người rửa chén giùm, hay là mang xách rác ra ngoài thùng rác cũng không có người, thì bắt đầu mình cảm thấy mình khó chịu tại vì mình làm ra quá trời mà không ai giúp mình một tay. Ai oán. Thì đó là cái mà bây giờ thích nghĩ, đó là những cái nhỏ nhỏ nó sẽ làm, nó sẽ bất mình, nó sẽ làm mình khó chịu, mà mình cái niềm vui của mình nó không được chọn. Thì trong cái nhân dịp lễ lễ Giáng sinh, bây giờ nghĩ là vấn đề xung quanh ta là những cái nhỏ nhỏ như vậy đó. Vậy rồi đã hàn gắn đến với một cái mối liên hệ nào mà nó có cái sự sứt mẻ chưa? Một người cậu đã lâu không nói chuyện, một người chị cũng đã lâu không nói chuyện, thì đã làm được việc này chưa? Cái việc này với chưa làm cách đây 10 năm về trước đó, thì có thời gian với chưa không nói chuyện cũng được. Trong một cái dịp Noel, trong một cái dịp Noel như vậy, thì với chưa nghĩ thích nghĩ trong gia đình chắc mình cũng phải gặp phải. Thì có một Noel đó, thì với chưa đến với chưa ôm chị, hung chị, coi như mọi chuyện việc không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà đó là một cái mà mình có thể mình làm được. Thế bà chị có hỏi Rachel là hôm nay cô sao vậy không? Dạ cô hơi bệnh. Sờ trán Rachel hỏi are you okay. Thì đó là một cái niềm vui mà Rachel nghĩ là cho mùa Giáng sinh. Vâng, hay, triết lý hay. Dạ. Có những cái nhỏ nhỏ như vậy nếu mình để ý thì làm cho đời sống nó dễ chịu hơn, phải không Minh Nguyên? Dạ vâng, đúng ạ. Chúc mọi người được vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình đi thang. Vâng, và 5-6 bỏ là 10, chứ không phải là 9 bỏ là 10, mà 5-6 bỏ là 10. Dạ, cứ bỏ vào cái hộp lắc lắc hồi nó đều hết rồi. Vâng ạ. Cảm ơn Rachel rất là nhiều về cái triết lý chia sẻ ngày hôm nay, và cũng xin cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn Minh Nguyên. Và chúng ta hẹn nhau vào ngày mai, và xin chúc quý thính giả một nửa ngày còn lại nhiều niềm vui và sự bằng lòng. Xin cảm ơn quý vị.